Trời ơi, phải Mỹ Anh cháu của Út không dạ? Xây vòng cho Út coi đi, xây vòng cho Út coi. Con xây vòng đi, con xây vòng đi con. Trời ơi, đẹp như tiên giáng trần vậy đó. Trời Minh Anh ơi, sao con đẹp quá vậy? Đẹp quá, quá đẹp, quá xá đẹp luôn, đúng chị hai? Trời đất ơi cô Út, có cái gì đâu mà cô làm quá lên dữ vậy? Trời ơi, cô đâu có làm quá đâu, thiệt mà. Trời ơi, Minh Anh nó đẹp quá trời hả? Đúng không Hải Đăng? Dạ. Đúng không chị hai? Cô Út, cô làm con mắc cỡ quá. Đúng là em rất đẹp. Khi mà nhà thiết kế giao chiếc váy này cho anh đã nóng lòng muốn nhìn thấy em mặc, cho nên anh mới vội vàng đem về đây. Đúng là không uổng công anh mà. Dạ. Minh Anh nè, con gái của má đẹp quá. Con cảm ơn má. Tại anh mà cô mất đi cơ hội tốt. Cô giận anh cũng đúng mà. Vậy anh đã tìm ra cách làm quề chưa? Anh phải tìm một cơ hội khác tốt hơn cho cổ. Chỉ có như vậy mới hy vọng là cô sẽ tha thứ cho anh. Anh Lâm, Mỹ Anh có yêu anh không? Sao em hỏi vậy? Theo em biết, những ngày vừa qua chị ấy không có buồn bã giống như anh đâu, lại còn rất vui vẻ là đằng khác. Dân, tại sao em hỏi vậy? Em chỉ tò mò thôi. Có, cổ có yêu anh, anh tin điều đó? Ông trời, tôi đã làm gì sai? Tôi có gì không bằng chị? Mà tại sao nhiều thứ tốt đẹp trên cuộc đời này ông đều dành cho chị Minh Anh hết vậy? Tôi đã rất cố gắng rồi mà. Trời ơi, tiếc ghê á. Phải chị còn ở lại chơi lâu lâu một xíu. Cô Út đỡ tại nấu nướng, để cô ăn bữa. Dạ, con cảm ơn cô Út. Tại chiều nay con có cuộc họp quan trọng, không thể vắng mặt. Con xin phép bác, xin phép cô Út con về. Mà đi đường cẩn thận nha con. Dạ. Lần sau á nhớ về ở lại chơi lâu lâu một xíu nghe không con? Dạ nhất định rồi. Thôi để em tiễn anh nha. Dạ con về. Đi đi con. Hay là em về thành phố với anh luôn? Không được, em muốn dành thời gian ở với má nhiều thêm một chút. Anh đừng có mà tham lam quá. Thì cũng tại anh không muốn rời xa em thôi. Xấu tính. Thôi trễ rồi, anh về đi. Anh về. Sáng mốt em sửa soạn sẵn, anh cho người xuống đón em nha. Dạ em biết rồi. Cô hùng dạ. Ui cô nè. Tạm biệt em. Wow, móng tay đẹp quá. Chị thích hả? Tôi làm cho. Thôi chị không làm đâu. Đưa đây coi coi. Chị đừng có mà quê mùa quá đi. Mấy cái mẫu này nó đang trend đó. Làm đi. Chụp hình cưới cho đẹp. Thôi chị không thích. Không thích thôi. Tôi với chị đúng là không có cùng tần số. Nói chuyện khó chịu quá. Nghĩ nói đi. Thôi làm cho chị đi. Không thích. Thôi mà làm cho chị đi. Năn nỉ đó. Em gái xinh đẹp của chị. Ngồi xuống đi. Tôi làm cho. Đưa tay đây coi coi.
Đó, xong rồi đó, đẹp ghê chưa? Cảm ơn em. Sao? Hoàn hảo. Cảm ơn em gái. Có muốn tới coi chụp hình không? Chưa thấy em đủ tuổi thân hay gì. Nhớ lập bạn anh không? Hay là anh là... Anh lo làm chú rể đi, không ai mượn mai mối nha. Đi sớm vậy con? Minh Anh đã lên tới chưa? Dạ, con dặn tài xế Đông đưa Minh Anh tới chỗ chụp hình trước rồi. Chắc là đang trên đường đi á. Giờ con ghé công ty giải quyết chút việc rồi gọi bệnh đóng Minh Anh luôn. Trời ơi, con của má đẹp trai quá, không thua gì mấy cái cậu diễn viên trên phim Hàn Quốc đâu. Thì nó giống tôi y chang hồi trẻ, chứ có khác gì đâu. Trời ơi, không ngờ là ba con lại tự tin như vậy. Bái phục, bái phục. Chứ con nghĩ là má con yêu ba vì cái gì. Dạ em biết mà, không có trễ đâu. Anh yên tâm nha, trang phục em mặc sẵn rồi, tới đó chỉ cần trang điểm sơ lại là chụp luôn. Dạ, dạ. Mỹ Anh, buổi tối em mới đi sự kiện, hay lát qua chỗ chụp hình với chị luôn nha. Thôi tôi không đi đâu, chị đi mình đi, lát nữa tôi có chuyện rồi. Ủa mà em đi sự kiện gì vậy? Thì ba cái tiệc khai trương mà. Chán phèo. Alo, tôi Mỹ Anh nghe đây. Hả? Chị nói làm sao? Dạ được chứ. Dạ, tôi đã từng đọc qua kịch bản Ảo Mộng Thanh Xuân đó rồi, cũng rất là thích giai diện Bích Ngọc. Tôi còn nhớ rất là kỹ phân đoạn đám cưới đúng không chị? Dạ được, tôi sẽ về kịp mà. Bây giờ tôi đang trên đường đến thành phố rồi. Dạ, tôi cảm ơn ạ. Cơ hội tới với tôi rồi chị ơi. Tôi được người ta mời gia diễn rồi. Tôi mừng quá ạ. Tôi mừng quá. Tôi mừng quá ạ. Em được giao gia diễn rồi hả? Đúng rồi, đó là một gia diễn rất là hay. Tôi đã đọc qua kịch bản đó rồi. Tôi rất thích nhân vật đó. Diễn viên được giao vai đó tự nhiên người ta bị sự cố rồi nhập viện. Nghe bạn tôi giới thiệu á nên đạo diễn mời tôi lên nhận vai luôn, không cần phải thử nữa. Chúc mừng em, cố lên, chị chắc chắn là em sẽ làm được. Ông trời đã dòm ngó tôi một lần nữa, tôi mừng quá. Đó là một vai diễn rất là hay, cũng may là tôi đã đọc qua nhân vật đó rồi. Tôi rất là thích vai này, tôi thấy là vai này nó rất là hợp với tôi luôn á. Em gái của chị giỏi lắm, chị chắc chắn là em sẽ thành công. Tôi chết rồi. Nhưng mà còn quần áo với trang phục sao đây ta? Mà bây giờ đi mua nó cũng sẽ không kịp. Tôi chết tôi rồi, bây giờ phải làm sao đây ta? Đúng rồi nè, đây nè. Chị, hay là chị cho tôi mượn cái váy này nha, nó rất là hợp với gia diễn của tôi luôn á. Đi mà, cho tôi mượn đi, tôi năn nỉ luôn đó. Nhưng mà chị phải chụp hình cưới mà. Không có sao đâu, cho tôi mượn đi một tí xíu nữa thôi. Với lại chị đâu phải chỉ chụp hình cưới một bộ đồ này không đâu. Tôi tính như vậy nha, chị sẽ chụp hình cưới với những bộ đồ khác trước. Tôi quay xong một phân đoạn á, tôi chạy tới chỗ đó tôi trả chị liền. Nhưng... Đi mà, tôi năn nỉ chị đó. Nhưng mà... Phân đoạn của tôi là phân đoạn đám cưới, cô gái gặp lại người yêu ngay trong ngày đám cưới của mình. Tôi rất là muốn tạo ấn tượng tốt với đạo diễn đó nha. Tôi năn nỉ chị đó, thành công của tôi phụ thuộc vào trong tay chị đó. Chị giúp tôi đi mà nha. Chị Minh Anh, tôi năn nỉ mà. Tôi cảm ơn chị, tôi cảm ơn chị nhiều lắm. Anh Đông ơi, cho xe vô trạm dừng chân gần nhất nha. Dạ. Đây em. Được rồi anh. Cảm ơn em. Dạ rồi. Ok rồi. Đẹp rồi. Cảm ơn nha.
sao em có thể mặc được mấy bộ đồ này vậy? Chị mặc vô cứ thấy nó kỳ kỳ sao á. Có đâu, tôi á thì lại thấy nó rất là trẻ trung, hợp với chị lắm đó. Ê, hay là bây giờ chị phá cách đi, thử chụp hình cưới với bộ đồ này coi làm sao. Thôi đi cô nương. Dạ alo, em nghe. Sắp tới thành phố rồi, anh yên tâm đi, sẽ kịp giờ hẹn mà. Dạ. Ê, đi chị, mình đi để trễ. Ừ, mình đi. Nhưng mà em nhớ, quay xong phải mang đồ về trả chị liền nha. Anh Hải đang rất là thích bộ váy này đó. Tôi biết rồi mà, đi đi. Ừ. Lần này nhất định mình phải làm thật tốt. Nhất định mình phải làm thật tốt cơ hội này. Chị cho tôi mượn cái này luôn đi. À, không được, đừng mà. Chị không thể cho em mượn, không có nên. Cái gì mà không nên, chị mê tín gì đoan dừa dừa thôi chứ. Cho tôi mượn đi, hôm nay tôi thử vài con dâu của nhà tài phiệt có cái nhận của chị nữa là bảo đảm hợp bài luôn. Chắc chắn là tôi sẽ đậu á. Chuyện gì chị cũng có thể chiều em hết, nhưng mà cái này là không được. Không phải là mê tín gì đoan gì, nhưng mà chị đã hứa với anh Hải Đăng có chết cũng không tháo nhẫn này ra. Thôi đi, tào lao dừa dừa thôi. Mượn một chút đi, rồi tôi trả chị. Nè, thôi, chị đã nói là không được mà. Nè, trả cho chị đi. Thôi, đừng có ích kỷ với tôi như vậy mà. Mượn được mà. Thôi, đừng có ích kỷ với tôi, cho tôi mượn đi. Trả lại tôi cho chị, trả chị liền mà. Trời, chị hai, chị Biên sao vậy? Trời, chảy máu rồi, chờ em xíu. Đứt tay chút hả? Trời ơi. Có sao lắm không chị? Chút hả chú, không sao đâu. Trời ơi, đây đây đây, để em. Anh xé giùm em coi, xé giùm em coi. Đây, chịu đau nha chị. Xong chưa, xong chưa? Rồi, đây, để em. Trời ơi, thiệt à. Con dao này nó bé ngót à, mẹ em quên nói với chị. Không biết sao sáng giờ tay chân chị cứ lụp chụp. Ở nhà rửa chén thì bể hai cái, ra đây gọt xoài thì đứt tay. Mình lớn tuổi rồi chị, nên tay chân mỗi ngày một yếu đi. Thiệt, không hiểu sao sáng giờ bụng dạ chị nó không có yên. Cứ thấy lo lo cho hai đứa nhỏ làm sao á. Không sao đâu chị. Chị hai cũng đừng quá lo. Có cậu Hải Đăng kế bên, mà lo gì. Tôi thấy cậu đó chu đáo lắm đó nghe. Cậu đã trả đi. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp cho thuê bao quý khách vừa gọi hiện không nhấc máy. Cuộc gọi được dịch theo cốc thoại. Sao gọi Minh Anh không được vậy ta? Xong hết rồi.
rồi. Em có mua cà phê không? Em tới chưa? Dứt. Chuyện gì vậy? Mình Anh với Mỹ Anh bị tai nạn rồi. Bị tai nạn hả? Họ đang ở đâu? Đang ở bệnh viện rồi. Anh hai em đang trong bệnh viện. Anh vô viện với em đi. Đi. Minh Anh. Gọi nè, chắc ngoài tiệm gọi chứ gì nữa. Dạ, alo. Sao? Cái gì vậy? Ai nói gì hả? Có chuyện gì vậy cô? Chị Hai ơi, hai đứa nhỏ nó bị tai nạn rồi. Cái gì? Chị hai. Mỹ Anh ơi, bình tĩnh lại đi. Buông anh ra. Mỹ Anh ơi, anh em đã ở đâu? Mỹ Anh ơi, anh mới lo được cho hai người đó chứ. Anh hai, tình hình hai chị sao rồi anh? Cậu cố gắng giúp tôi thu xếp mọi việc thật chu đáo. Ông chủ uống thuốc. Cứ để đó đi. Dạ. Cậu Đông sao rồi anh? Mất rồi. Mất trên đường tới bệnh viện. Trời ơi. Anh à, anh bây giờ anh phải thật bình tĩnh nha. Hãy đăng nó đang lo cho hai đứa nó. Anh phải thật bình tĩnh. Nếu còn lo cho công ty, còn lo cho cậu Đông, anh còn nhiều việc phải làm lắm. Anh mà gặp chuyện gì, em và Ngọc Dân không biết xoay sở ra sao đâu. Sao chuyện tồi tệ như vậy lại xảy ra trong gia đình mình lúc này chứ? Trời ơi, hai đứa con của tôi. Chị ơi, mình nhỏ đó không sao đâu hả chị? Chị Hai. Ông trời ơi, phù hộ cho hai chị em nó, phù hộ cho hai đứa con của con không bị làm sao hết. Chị Hai. Hải Đăng ơi, hai chị em nó không có bị làm sao hết đúng không con? Hai chị em nó không có bị nặng lắm đúng không con? Tụi nó không có bị làm sao hết đúng không con? Hả Hải Đăng, sao con không nói gì hết vậy? Tụi nó bị làm sao hả? Con không biết. Vợ con với Mỹ Anh đang nằm ở trong. Trời ơi, con tôi,
Mỹ Anh ơi, Minh Anh ơi. Tình hình sao rồi cô? Các bác sĩ đang tích cực cấp cứu, chưa có kết luận gì. Anh là gì của cô ấy? Tôi là chồng sắp cưới. Dạ, gửi anh. Anh không sao đâu. Em đừng có quá lo lắng. Thằng Hải Đăng nó có gọi điện về chưa em? Hay để em gọi điện cho nó xem tình hình trong đó thế nào nha. Đừng em. Thằng Hải Đăng bây giờ nó có còn tâm trí gì đâu. Cứ để yên cho nó đi. Tội nghiệp con trai tôi. Sao mọi chuyện thành ra như vậy chứ? Nghĩ tới hai đứa nhỏ, nghĩ đến chị xui và cô út của tụi nó, anh thấy đau lòng quá. Cầu trời cho hai đứa nó tai qua nạn khỏi. Dạ thưa ông chủ, có người tới gặp ông chủ ạ. Alo, tôi nghe. Tôi biết rồi. Có tin gì làm ơn báo lại giùm tôi. Có tin của Minh Anh rồi đúng không? Anh sao rồi? Anh sao rồi? Minh Anh sao rồi? Minh Anh sao rồi anh? Hả? Minh Anh sao rồi? Đang trong phòng cấp cứu. Tình trạng của hai chị em tương đối nguy kịch, gần như vỡ nát khuôn mặt luôn rồi. Trời ơi. Dạ, chào chủ tịch. Dạ, chủ tịch không khỏe sao ạ? À, tôi không sao. Mọi việc bên đó sao rồi? Dạ, tôi đã lo xong thủ tục để đưa cậu Đông về nhà, đã cử hành tang lễ. Cậu giúp tôi chu toàn đám tang của cậu ấy. Ngày mai tôi tới viếng. Dạ. Ờ, rồi có tin tức gì ở bệnh viện không? Dạ, tôi có thông tin là cậu Hải Đăng đã liên lạc được với các bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất nước. Họ sẽ cùng nhau hội chẩn để tìm ra hướng điều trị tốt nhất cho chị em của Minh Anh à. Thằng Hải Đăng nó đang rối rắm, có khi không chu đáo. Cậu cho người qua bên đó lo cho người nhà của Minh Anh. Nhớ là dành cho họ những điều kiện tốt nhất. Dạ, tôi sẽ làm theo ý chủ tịch. À, còn nữa, các cuộc hẹn đi ăn cơm với đối tác, cậu quý hết cho tôi. Dạ. Chị hai. Con tôi. Chị hai. Mỹ Anh. Minh Anh. Chị hai. Minh Anh. Mỹ Anh. Minh Anh. Con tôi. Con tôi đâu? Chị hai. Minh Anh. Mỹ Anh ơi. Minh Anh. Chị hai. Mỹ Anh ơi. Chị hai. Minh Anh ơi. Chị hai à, chị còn yếu lắm. Chị cứ nằm nghỉ ở đây đi. Không, chị phải đi tìm hai đứa nhỏ. Minh Anh ơi. Chị hai. Mỹ Anh ơi. Minh Anh chị hai.
Chị hai, chị nghe em nói nè, bây giờ chị ra ngoài đó chị cũng đâu có được gặp hai tụi nó đâu mà ra. Chị nằm đây nghỉ đi, hay là em lấy nước cho chị uống nghe, cho chị bình tĩnh lại. Hai đứa nhỏ sao rồi hả? Tụi nó sao rồi? Tụi nó vẫn còn nằm ở trong phòng cấp cứu á chị hai. Trời ơi, con tôi, hai đứa con của tôi. Mọi người đừng quá lo lắng. Tuy gương mặt của hai cô gái ấy gần như bị phá hủy hoàn toàn, nhưng chỉ cần giữ được mạng sống, lúc đó bên khoa thẩm mỹ sẽ can thiệp và tái tạo lại gương mặt. Phải đó, thẩm mỹ bây giờ làm được hết đó chị hai. Chị đừng có sợ quá. Trời ơi, các cô của tôi, hai đứa con gái tội nghiệp của tôi. Chị hai. Còn Bình Anh, khi nào cô tỉnh lại vậy bác sĩ? Ngày mai tôi sẽ làm một vài xét nghiệm, lúc đó tôi sẽ có câu trả lời chính xác hơn. Với lại cậu cũng đừng quá lo lắng, coi như cô ấy đã thoát khỏi cửa tử. Vậy còn Mỹ Anh, Mỹ Anh con tôi nó có tỉnh lại được không hả bác sĩ? Hiện tại sức khỏe đang rất là nguy kịch, nên chúng tôi chưa thể nói được điều gì. Trời ơi, con gái của má, má biết làm gì cho con đây? Con ơi, cô cứ yên tâm lo cho chị hai đi. Chuyện ở nhà có tôi lo mà. Chuyện buôn bán á, cô cứ giao hết cho tôi. Tôi hứa là không có gian lận của cô đồng bạc nào đâu. Thì cũng phải nói như vậy chứ. Mà cô á, cô cũng phải giữ gìn sức khỏe nghe không. Bây giờ á, cô là chỗ dựa cho chị hai rồi đó. Cô mà để ngã bệnh xuống đó nghe, là rắc rối lắm đó. Tôi với bé Bông dọn về tiệm ở luôn rồi. Ở đây canh chừng tiệm cho cô, cô đừng có lo. Có gì gọi điện báo cho tôi biết ha. Chào cô.
Em tới rồi hả? Em mới tới. Trong bụng anh chưa có gì đâu đúng không? Đi ăn cái gì đi. Đi ăn đi. Không nuốt nổi thì cũng phải nuốt. Chị Mỹ Anh nằm đó chưa đủ thảm hay sao? Anh muốn chăm sóc người anh yêu thương thì anh phải có sức khỏe chứ. Điều cơ bản gì mà cũng cần em phải nhắc sao? Anh đi ăn đi. Anh với anh hai em á, hai người đi ăn giùm em đi. Chứ bây giờ hai người cứ ngồi đây hoài à, cũng đâu có được vô trong đâu. Thôi được rồi, em sẽ ở lại đây để trông nom hai chị. Hai anh làm ơn làm phước, đi về nhà ăn uống cho đàng hoàng rồi nghỉ ngơi một chút đi. Có gì em sẽ báo. Đi. Đi mà. Anh hai. Tôi với anh đi đi. Chị hai, chị ăn miếng cháo đi. Chị ăn miếng cháo đi mà. Hai đứa nhỏ nó còn nằm ở trong đó, khúc ruột của chị còn nằm ở trong đó, làm sao mà chị ăn uống đàng hoàng được hả cô Út? Chị phải trở vô bệnh viện. Chị phải ở bên con của chị. Chị hai, tránh ra để chị đi. Chị nghe em đi mà. Chị phải nghe em chứ. Bây giờ chị có vô động đó đi chăng nữa, chị cũng đâu có được vô phòng bệnh đâu. Chị cũng không có được ở trong đó với hai tụi nhỏ nữa. Hải Đăng nó kêu em đưa chị về đây nghỉ ngơi là đúng đó. Hai tụi nó nằm trong đó đâu phải là ngày một ngày hai đâu, còn lâu lắm. Bởi vậy chị phải dưỡng sức khỏe thì chị mới có sức mà để chăm sóc cho tụi nó chứ. Chị nghe lời em, chị ăn hết chén cháo này đi, rồi ngủ một giấc đi. Sáng mai em chở chị vô trong đó liền. Chị đau lòng quá cô Út ơi. Tại sao chị lại la rầy của Mỹ Anh khi nó mua một cái áo đắt tiền? Tại sao chị không ủng hộ, không động viên khi nó một lòng đi theo nghề diễn viên của nó? Chỉ vì thương nó, chỉ vì muốn nó nên người mà chị đã quá khắt khe với nó rồi. Bây giờ nếu như mà nó không tỉnh lại, chị biết phải làm sao đây? Chị biết phải làm sao đây hả cô Út ơi? Chị biết phải làm sao đây cô Út ơi? Chị hai, không đâu, nó sẽ tỉnh lại, hai chị em nó sẽ tỉnh lại mà. Yeah.
Anh đừng quá đau lòng, kỳ tích vẫn có thể xảy ra mà. Được các bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất nước theo dõi điều trị, tôi tin Mỹ Anh sẽ sớm hồi phục trở lại. Tôi sẽ lo chu toàn tất cả mọi thứ cho đến khi cô ấy xuất viện. Anh cứ yên tâm lo việc công ty đi. Mỹ Anh có cơ hội hồi phục sao? Tôi tin chuyện gì cũng có thể xảy ra. Anh cứ tin như vậy đi. Tốt rồi, hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đang dần khá lên. Hy vọng vài ngày nữa cô ấy sẽ tỉnh lại. Nhưng cô ấy chưa thể ăn uống được và chưa thể nói chuyện được. Không thể ăn uống và nói chuyện được sao bác sĩ? Việc trước mắt là ăn uống, chúng ta phải dùng ống. Do thanh quản cô ấy mới vừa phẫu thuật, bây giờ chưa thể nói chuyện được. À, sau này bình phục, có thể giọng nói của cô ấy không được như trước. Miễn sao con tôi còn sống được là tốt lắm rồi. Cảm ơn bác sĩ. Với lại anh Hải Đăng xin chuyển bệnh nhân qua đây để gần phòng với cô Mỹ Anh, để tiện cho gia đình chăm sóc. Vậy Hải Đăng, cảm ơn con. Dạ. Cảm ơn bác sĩ. À, tôi xin phép. Dạ. Anh coi anh kìa, không còn một tí phong độ nào hết. Lát nữa coi đi tuốt lại nhan sắc với tinh thần, mai còn quay lại công ty cho đàng hoàng á. Ông trời đúng là biết trêu chọc con người mà. Anh cứ tưởng là thời gian sẽ làm cho Mỹ Anh bớt giận anh, cứ tưởng là tụi anh sẽ có cơ hội hàn gắn lại với nhau. Cuối cùng những gì em đã nói để động viên và an ủi á, em đã nói hết rồi. Em tin là anh biết phải làm gì để tốt cho Mỹ Anh và cho bản thân anh nữa. Anh đã từng hứa với cổ là sẽ đem đến cho cổ những điều tốt đẹp nhất. Cuối cùng mình chả làm được gì hết. Anh đúng là một thằng thất bại mà. Một thằng bất tài vô dụng. Trong lúc người anh yêu cần anh nhất, anh chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Anh không làm được như những điều anh hai em đã làm. Anh không thể đem lại hạnh phúc cho cổ. Chị, thôi chị không cần tiễn chúng tôi đâu. Dạ. Cảm ơn anh chị nhiều lắm. Chị đừng có quá lo buồn. Minh Anh nó có tín hiệu tốt, vậy là mừng rồi. Còn Mỹ Anh tuy là có tiền lượng xấu, nhưng tôi nghe nói cá tính nó mạnh mẽ lắm. Nó sẽ không đầu hàng đâu. Nhất định nó sẽ vượt qua thử thách này. Dạ. Thôi chị vô trong đi, tụi tôi xin phép. Anh chị về. Chào chị. Chào chị. Con vừa dĩ đám tang của anh Đông về, vợ con ảnh đau lòng, làm con chịu không nổi. Ba có mở một sổ tiết kiệm cho mẹ con cô ấy và sẽ lo cho đứa nhỏ ăn học tới năm 18 tuổi. Hy vọng là sẽ phần nào xoa dịu được nỗi đau của gia đình họ. Con cảm ơn ba. Vì chuyện của con mà mấy ngày hôm nay ba phải bận tâm nhiều. Nếu như ngày hôm đó con không nhờ anh Đông về đón Minh Anh thì có khi là
Con là con trai của ba, chuyện liên quan đến con, ba quan tâm là đương nhiên rồi. Con à, chuyện xui rủi như vậy cũng đâu có ai muốn. Con đừng tự trách bản thân làm gì. Lựa lời an ủi động viên chị Nga đi. Nhìn chị ấy má xót xa quá. Hai đứa con gái cùng bị nạn một lúc, thật đáng thương mà. Sao má buồn vậy anh ba? Hay là tại hồi trưa Út không ngủ hả? Út ngoan. Nè, Út ăn nhiều vô đi. Út ăn nhiều á, mau lớn thì má mới vui được. Ăn nhiều vô. Má, má, má ăn đi má. Má ráng ăn đi, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện đã như vậy rồi, mình chỉ biết cầu nguyện cho chị sớm vượt qua thôi má. Má thương cho nó. Má nghe anh hai con nói là có thể nó qua không được. Má thương nó, má cũng thương anh hai của con nữa. Má, mỗi người có một số phận, mình không thể can thiệp được đâu má. Má thương anh hai á thì má đừng để anh hai phải lo. Con thấy anh hai đủ mệt mỏi rồi đó má. Má biết rồi, má khỏe mà, con yên tâm đi. Ăn đi Út, ăn đi con. Dạ. Hải Đăng à, má biết con thương, con lo cho Minh Anh. Bà má cũng thương, cũng lo cho nó vậy. Nhưng con là con trai của bà má, bà má thương lo cho con nhiều hơn. Con có biết là má lo như thế nào không? Mấy hôm rồi con ăn không có no, ngủ không có đủ giấc. Giờ rồi con về nhà, con lại nói là tắm xong con lại vô viện lại. Con có nghĩ cho cảm nhận của ba má không? Thôi, con nó lớn khôn rồi, nó sẽ biết tự lo cho bản thân mà. Nó mà biết tự lo thì còn nói làm gì nữa. Đằng này anh nhìn nó đi, tiều tụy đến phát sợ. Hải Đăng à, con là đàn ông con trai, con phải mạnh mẽ lên chứ. Con xin lỗi ba má đã khiến cho ba má buồn lòng, nhưng xin má hiểu và thông cảm cho con. Con không thể ở nhà ngủ trong chân ấm nệm êm, bỏ mặc Minh Anh ở trỏng được. Thì ba má có nói con bỏ mặc nó đâu. Từ thuốc men chăm sóc, ba má đều lo chu đáo. Con có vô viện thì cũng chỉ ngồi ngoài hành lang thôi mà. Nhưng mà ở nhà thì con không an tâm má à. Thì con vô đó, ba má có yên tâm hay không? Hải Đăng à, ba má không có ngăn cản con, nhưng má muốn con phải lý trí lên một chút. Con có vô viện thì con vô tới 9-10 giờ đêm rồi con về. Lúc đó sức khỏe của con sẽ được đảm bảo, mà ba má cũng sẽ an lòng. Má con nói đúng đó, con nên nghe lời má con đi. Thời gian chị em Minh Anh ở trong bệnh viện sẽ còn lâu lắm, sức con thì có hạn Hải Đăng à. Dạ, con sẽ làm vậy. À, con tìm hiểu kỹ xem hiện nay có bác sĩ thẩm mỹ nào giỏi nhất trong cái khoa mà tái tạo gương mặt. Nếu cần liên lạc với bác sĩ nước ngoài, đừng lo chuyện tiền bạc. Minh Anh ngoài là vợ sắp cưới của con, là người đã từng cứu mạng ba. Ba không tiếc gì với chị em nó đâu. Hao tốn bao nhiêu ba cũng lo được. Dạ, con cảm ơn ba má. Ê, trời, thôi thôi chị, đưa đây. Trời ơi, cái gì vậy cô Út? Để đó, để em làm cho. Chị nghỉ ngơi đi. Có nặng nhọc gì đâu mà phải nghỉ ngơi. Em biết thân xác chị không có nặng nhọc, nhưng mà tinh thần của chị giống như đeo
đeo quả tạ vậy đó. Chị nghỉ ngơi giùm em đi, em biết mà. Trời, thôi đi, em cũng có khác gì chị đâu, em cũng lo cho hai đứa nhỏ mà. Thôi chị ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi. Chị ngồi xuống cho em. Hai đứa nhỏ đó, nó là cháu ruột của em mà. Em chăm sóc tụi nó từ lúc mới lọt lòng, em coi tụi nó như là con của em vậy đó. Chị biết không, em đã rất vui mừng khi biết Minh Anh nhà mình làm dâu đại gia. Em vui mừng tới nỗi em ngủ mà em bật cười luôn á chị. Em nghĩ là hai chị em mình ngồi ngang hàng với ông bà Quốc Khánh. À, nhưng mà em đâu có ngờ. Không ấy, em về dưới đi. Trời ơi chị Hai, sao chị đuổi em về vậy? Em về dưới đi, em coi việc buôn bán ở dưới chỉ có một mình chú Phúc à. Chú Phúc đâu có cán đáng nổi. Thì thôi 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 vậy nè, sẵn em về á, rồi em rao bán căn nhà giùm chị nha. Hả? Bán nhà? Tình hình này còn kéo dài, mình đâu có thể nhờ vả bên gia đình Hải Đăng hoài được. Mình phải tìm cách để lo trước cho con cháu mình chứ. Dạ, chị nói cũng đúng. Tuy là Minh Anh á, nó hồi phục rất là tốt, nó sẽ sớm tỉnh lại thôi. Nhưng mà gương mặt của nó không còn được như xưa nữa. Sợ ừng Hải Đăng nó... Em, mình đã nhờ vả bên nhà người ta nhiều quá rồi, mình phải tự lo cho hai đứa nhỏ. Thôi, em cứ về, rồi em viết bản rao bán đất giùm chị là được nha. Chị, thôi mà, chị cho em ở lại đây đi nha, đừng đuổi em về. Nếu mà có gì thì em gọi điện về dưới, kêu anh Phúc anh ghi cái bản, cái anh treo lên, cái người ta coi chứ gì. Trời ơi, còn tiệm tạp quá, còn mối mang, còn hàng họ, biết bao nhiêu thứ việc ở dưới đó. Thôi được rồi, em về đi. Chị hứa là mỗi ngày chị sẽ gọi điện để báo tình hình cho em biết được chưa? Thôi mà, chị cứ cho em ở lại đây đi, tới khi nào mà Mỹ Anh nó tỉnh lại rồi em về cũng được. Chứ giờ chị bắt em đi về dưới, đầu óc em vậy thì lòng dạ nào mà em buông với bán được chứ. Chị Hai, cho em ở lại đi mà, tỉnh là em về liền hả nhá. Chị Hai. Rồi, 10.000 cô Tám. Này, nhìn anh Phúc ra dáng ông chủ quá ha. Ôi, chủ cả gì cô ơi, tôi cũng chỉ làm công ăn lương thôi à. Sao, làm công ăn lương? Làm công ăn lương cái kiểu gì á mà chủ tin tưởng giao cả cái tiệm này cho anh? Thì gia đình người ta gặp hoạn nạn, biết tánh tình tôi á thiệt thà, cho nên cổ nhờ tôi coi tiệm giùm vậy mà. Có gì đâu mà cô thắc mắc. Tôi thèm thắc mắc làm chi. Phải chi á, anh nói anh với cô Út á tù ti tú tí cho tôi khỏi tơ dương. Đằng này á, anh chối bài bảy à, nên tôi cứ... Ê, trời đất ơi, cô tơ dương tơ tưởng gì á là chuyện của cô, sao đổ thừa tôi? Tôi nói rồi, tôi với cô Út không có cái gì hết trơn trọi á. Mà thí dụ tôi với cô Út có cái gì đi nữa cũng là chuyện của tôi, cô xen vô làm chi vậy? Hơ, thôi đi, anh đừng có ra vẻ đàng hoàng. Tôi á là tôi biết rành lắm đó. Anh á để ý cô Út Linh là chẳng qua vì tài sản của cổ thôi. Chứ cổ làm gì hơn tôi, đúng không? Nếu mà cô không có cái tiệm này á thì sức mấy anh để ý tới cổ, đúng không? Cái cô này, tôi nói anh nghe nè, suy nghĩ kỹ lại đi. Cổ có bao nhiêu vàng bạc tôi không biết, nhưng chuyến này á, cháu của cổ bị tai nạn, chắc chắn cổ sẽ bung ra hết. Anh không có sơ muối gì được đâu. Cô mà là đàn ông á, tôi không có tha cô đâu. Ăn nói vô duyên à. Đây. Cảm ơn giám đốc. Giám đốc, cho tôi hỏi thăm tình hình của Minh Anh và em gái của cổ. Cả hai vẫn đang hôn mê. Bác sĩ nói tình hình của Minh Anh thì tiến triển rất tốt, cô sẽ sớm tỉnh lại thôi. Vậy hả? Vậy thì tốt quá rồi. Mấy ngày nay cả phòng nôn muốn vào thăm, nhưng mà chỉ vì hai chị em đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt nên chưa thể gặp được. Thay mặt Minh Anh, cảm ơn tất cả mọi người. Khi nào mà cổ tỉnh dậy, tôi sẽ sắp xếp để mọi người vào thăm. Còn
Còn cô em gái sao giám đốc? Cô ấy có thể là sẽ không qua khỏi. Hả? Nhưng mà tôi hy vọng sẽ có kỳ tích. Ừ. Cậu nhớ để mắt tới CNC giúp tôi. Tinh thần của thằng Hải Đăng dạo này không được tốt. Dạ, chủ tịch yên tâm. Cậu Hải Đăng đã trở lại công ty và làm việc rất tốt. Đội ngũ nhân viên bên đó rất có năng lực, cho nên hiện tại bên đó không gặp vấn đề gì đâu ạ. Con chào ba. Chào con. Chào anh. Bà cũng đang tin gọi cho con đây. Xin phép chủ tịch. Chào cô Ngọc Vân. À, 30 phút nữa cậu đón tôi dưới sảnh công ty. Dạ, chủ tịch. Con ngồi xuống đi. Dạ. Ba gọi con có việc gì vậy ba? Tối nay ba mời cơm khách, con đi với ba nghe. Sao ba lại muốn con đi theo? Ba muốn giới thiệu con với mọi người. Thời gian con ở một mình để không ai biết con là con của ba cũng đã lâu rồi. Đây là lúc thích hợp ba giới thiệu con gái của ba với mọi người. Con không thích. Thích hay không thích, con cũng phải đi với ba. Con phải mở rộng mối quan hệ, phải làm quen với việc giao tiếp. Con đừng quên là hai anh em của con phải thay ba gánh vác cái tập đoàn này. Lẽ ra thì hai anh em con sẽ phải cùng đi với ba. Nhưng hiện tại thì tinh thần của anh hai con không được tốt, cho nên con không được quyền từ chối. Dạ, chủ tịch đã có lệnh rồi, làm sao con dám cãi. Minh Anh ơi, sao con không chịu mở mắt ra nhìn má hả con? Con ơi, con phải tỉnh lại chứ. Tỉnh lại để con làm đám cưới với Hải Đăng nữa chứ con. Minh Anh ơi, má xin con, con tỉnh lại đi con ơi. Má xin con mà, con ráng tỉnh lại đi nghe con. Cô Út nè. Lúc rồi tôi thấy cô Út ốm đi nhiều đó. Trong tình cảnh này không lẽ tôi mập lên? Nói vậy cũng nói. Sao cô Út cứ bắt bẻ tôi hoài à? Tôi lặn lội từ dưới quê lên đây đâu phải để gây lộn với cô Út đâu. Tại vì quan tâm tới cô Út, thấy cô ốm hốc hác, tôi xót lòng cho nên mới nói vậy thôi mà. Thì tôi cảm ơn anh. Ủa, mà anh lên đây làm chi cho nó cực vậy? Có gì á thì trao đổi qua điện thoại được rồi. Thì tiền buôn bán mấy bữa qua đó tôi gom lại rồi chuyển khoản hết cho cô rồi đó. Tôi có thấy anh chuyển khoản rồi. Mà anh chuyển dư 20 triệu á. Bộ anh đòi nợ cho tôi hết à hả? Đâu có. Cô Út đòi mà người ta còn hẹn lên hẹn xuống, chứ đừng nói là tôi. Ủa, vậy 20 triệu đó đâu ra? Đó là số tiền mà tôi dành dụm bấy lâu nay, định là để sau này lo cho bé Bông ăn học. Nhưng mà thấy tình hình của cô với lại chị hai đó, lo cho hai cháu nó cũng gặp nhiều khó khăn, cho nên tôi đưa cho cô để cô xoay sở tạm vậy. Sổ sách buôn bán hổm rài á, tôi ghi chép kỹ lắm. Tôi photo rang bản đưa cho cô, khi nào cô rảnh á cô kiểm tra lại giùm tôi. Trời ơi,
Tôi đâu có biểu đâu. Anh bài vẽ anh chi cho nó phiền phức. Không phải là bài vẽ, tánh tôi á muốn nó rõ ràng, chuyện nào ra chuyện đó. Cô gặp hữu sự, tôi thiệt lòng muốn giúp cô, chứ không có ý trục lợi gì đâu. Tôi có nghĩ vậy đâu. Nếu mà tôi nghĩ anh trục lợi, tôi không tin tưởng anh, thì tôi đâu có giao cái tiệm cho anh coi giùm. Tôi biết cô Út là người tốt bụng, nhưng mà miệng lưỡi thế gian á nhiều gươm dao. Sau này họ nói ra nói vô nhiều á, cô Út nghe riết á rồi cũng hoang mang. Cho nên thôi, thà rõ ràng ngay từ đầu á, nó vẫn tốt hơn chứ cô. Ừ, cũng được. Tôi sẽ kiểm tra lại, rồi tôi cảm thấy là cần thêm mặt hàng nào á, tôi sẽ gọi điện báo cho anh biết. Ừ. Cô Út tính chừng nào về? Chị hai á cũng cứ kêu tôi về hoài hà. Nhưng mà tôi mà đi về quê á, tôi thấy không có yên lòng. Con gái tội nghiệp của má, mau tỉnh lại đi con. Tình hình của hai đứa nhỏ chắc cũng lâu lắm mới xuất viện. Tôi nghĩ là tôi ở đây lâu cũng không có được. Thôi thì chờ cho con Minh Anh á nó khỏe lại đã, rồi chắc tôi cũng về quê. Tôi cũng tính khuyên cô vậy á, mà chưa có dám nói, sợ cô la. Sao? Anh làm như là tôi dữ lắm vậy. Cô Út đâu có hung dữ đâu, nhưng mà hay la rầy tôi là có đó. Ừ. Anh Phúc, tôi biết ơn anh nhiều lắm. Người ta nói trong hoạn nạn mới hiểu được lòng nhau. Giờ tôi biết lòng của anh tốt với chị em tôi làm sao rồi. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Ơn nghĩa gì cô? Nhiều đó cũng giống như muối bỏ biển vậy. Cô cảm ơn tôi làm chi? Việc lắm. Mấy bữa nay thầy còn lo lắng cho con bé, mà bác thì lòng dạ cũng đang ngổn ngang nên cũng không có hỏi han gì. Con bỏ qua cho bác nghe. Con hiểu mà bác, không sao đâu bác. Con gái của bác nó có tội tình gì đâu mà lại phải chịu đau đớn như vậy. Em còn không hiểu anh sao? Anh định xin vắng mặt trong chuyến công tác này đúng không? Lãnh đạo công ty đánh giá rất là cao năng lực của anh. Đừng có để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng tới sự nghiệp. Nếu như mà anh ở lại thành phố có thể giúp được chị Mỹ Anh, em rất là ủng hộ. Còn đằng này anh chỉ có thể chờ đợi và đau lòng thôi. Mọi chuyện đã có bệnh viện lo hết rồi. Anh nghĩ xem, bây giờ Mỹ Anh tỉnh dậy, chỉ muốn nhìn thấy một Việt Lâm mạnh mẽ hay là một người đàn ông yếu lòng, suy sụp. Huống hồ chi chuyến công tác này chỉ mất một thời gian ngắn thôi, đi rồi quay trở về mà, đâu có mất nhiều thời gian đâu. Được, anh sẽ nghe theo em. Cố gắng lên em, chắc chắn em sẽ tỉnh lại. Chị em sẽ khỏe mạnh,
và vui đùa như trước kia. Đây em, đốt cho rồi. Không được, hai đứa nhỏ đó có chết đâu mà cô đòi đốt. Chứ chị để làm gì rồi chị nhìn chị đau khổ. Cô nhìn đi, con Minh Anh nó mặc cái đầm cưới này, nhìn nó rất là đẹp. Cứ tưởng rằng được xem hình cưới lộng lẫy của nó, ai mà ngờ đâu. Thị Mỹ Anh cũng vậy. Nếu như không xảy ra chuyện thì chắc nó với cậu Diệt Lâm cũng cưới nhau rồi. Tuy là em mới gặp cậu Diệt Lâm có một lần thôi à, nhưng mà em rất là có cảm tình, bởi cậu ấy thương con Mỹ Anh mình ghê lắm. Anh phải đi công tác mấy ngày, phải xa em mấy ngày rồi. Nhưng mà dù cho anh có ở đâu, anh vẫn luôn hướng về em, cầu chúc cho em mau chóng bình phục. Em đã từng hứa với anh sẽ không bao giờ tháo chiếc nhẫn này ra khỏi tay. Đây là sự cố ngoài ý muốn, cũng không phải do em tự tay tháo gỡ. Do phẫu thuật nên bác sĩ phải tháo ra hết. Bây giờ anh sẽ đeo nó lại cho em. Anh chị à. Minh Anh. Minh Anh. Minh Anh ơi. Minh Anh, anh ơi. Anh không thể ngờ được. Bác sĩ nói là cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, sẽ sớm tỉnh lại thôi. Anh chị đừng quá đau lòng. Bác. Dạ. Đây là anh Dương chị. Chào anh. Bác. Đồng nghiệp của Minh Anh. Còn đây là má của Minh Anh. Bác ơi, Minh Anh á, là cô gái mạnh mẽ. Con tin á, là em ấy sẽ vượt qua được. Cảm ơn. Cảm ơn hai cháu đã tới thăm Minh Anh nhà bác. Từ từ em. Đây. Tôi đưa cổ khám thai ở đây, cô ấy nhất định được gặp Minh Anh. Tôi năn nỉ bác sĩ lắm mới được phép vào thăm đó. Anh Dương ảnh kêu là đợi Minh Anh tỉnh lại rồi hãy vô thăm. Mà tôi sắp sanh rồi, nếu mà không vô thăm Minh Anh, tôi sợ là tôi sẽ không yên lòng để sanh con. Thấy con nhỏ tôi đau lòng lắm. Minh Anh sẽ rất vui khi biết anh chị vào thăm. Thực ra có nhiều trường hợp người hôn mê chưa tỉnh lại nhưng vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Tôi hy vọng. Em có sao không? Em có sao không vậy? Em đau bụng quá à. Trời ơi. Ông lẽ là bác sĩ khám cho chị chưa? Nói khi nào sanh? Vừa vô tới bệnh viện ha, là đồ gặp Minh Anh, cho nên là chưa khám. Em ơi, em có sao không? Để tôi gọi bác sĩ. Để tôi gọi. Đau quá anh. Đau lắm hả? Em sắp sanh rồi á.
Đào cũng phải ráng nha em. Dạ. Alo. Dạ dạ. Dạ con nghe bác. Bác nói sao? Dạ dạ. Con nhận ra má không? Minh Anh, má là má của con nè. Con nhận ra má không? Má nè con. Bác sĩ ơi, con tôi tỉnh rồi. Minh Anh, cô biết đây là đâu không? Nâng dựng lên giúp tôi đi. Dạ. Cô có biết đây là bệnh viện không? Cô có biết đây là mẹ của mình không? Má nè con, má nè. Sao rồi bác sĩ? Tốt lắm rồi. Hiện tại thì bệnh nhân vẫn chưa nói chuyện được. Vì vậy cô và người nhà cũng đừng nên hỏi thăm nhiều. Để cho cô ấy nghỉ ngơi. Dạ dạ. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn cô y tá. Dạ. Con tỉnh lại rồi. Mà cảm ơn con. Minh Anh, em tỉnh rồi hả Minh Anh? Cảm ơn trời Phật. Cảm ơn trời Phật. Minh Anh, con gái của tôi nó đã tỉnh lại rồi. Minh Anh nó đã tỉnh lại rồi. Cảm ơn trời Phật. Có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại gọi mình là Minh Anh? Tại sao vậy? Minh Anh, con nhận ra má rồi đúng không? Đúng không con? Má nè, Minh Anh. Minh Anh. Má à,
Con không phải là Minh Anh, con là Mỹ Anh. Mỹ Anh mà. Sao mọi người cứ gọi con là Minh Anh vậy? Không phải. Con muốn nói cái gì hả? Con muốn nói cái gì đúng không? Con sao vậy hả Minh Anh? Em đừng cố gắng nói gì hết. Mọi chuyện sẽ ổn thôi em. Không sao đâu. Không phải, tôi là Mỹ Anh, không phải là Minh Anh. Con đau ở đâu hả? Con đau ở đâu đúng không? Đợi, đợi má, để má kêu bác sĩ nha. Để má kêu bác sĩ. Bác sĩ ơi, bác sĩ ơi. Bình tĩnh đi em, không sao đâu, không sao mà. Trời ơi, đồ điên. Tôi là Mỹ Anh, em vợ của anh đó. Minh Anh. Đến vợ sắp cưới của anh cũng không nhận ra hả? Hả? Ôi trời ơi, bà mừng quá. Bà đã nói rồi mà, Minh Anh nó là người tốt, thế nào cũng tai qua nạn khỏi. À thôi, còn cửa đó đi, để bà cho má hay liền. Em ơi, em à. Em ơi. Dạ, em mang thuốc ra cho mình liền nè. Làm gì mà hối dữ vậy? Nè, uống đi. Trời ơi. Hả? Minh Anh nó tỉnh rồi. Thiệt không? Anh mừng quá. Trời ơi, anh vui quá. Tạ ơn trời Phật, em cũng mừng quá. Mau vô sửa soạn đồ đi, mình vô bệnh viện liền. Dạ dạ, mình uống thuốc đi đã. Chuyện gì cũng phải uống thuốc đã chứ. Uống đi. Rồi, để em mang vô. Tôi sẽ giới thiệu cho cậu một bác sĩ chuyên về phẫu thuật thẩm mỹ, rất là tài giỏi. Anh ta có biệt danh là phù thủy, bởi vì anh ta có tài biến hóa khôn lường tất cả mọi thứ theo ý mình mong muốn. Với lại rất là nhiều bệnh viện trên thế giới mời anh ta về hợp tác. Vậy thì hay quá. Có thể tháng sau anh ta về nước, tôi và cậu sẽ đi gặp anh ta bàn bạc kỹ hơn. Cảm ơn anh. Tạ ơn trời đất, cuối cùng con cũng đã tỉnh lại rồi. Bác sĩ nói là con đang hồi phục rất là tốt, nên con không cần phải lo lắng cái gì hết. Nghe tin con tỉnh lại, bác mừng lắm. Thú thật là mấy bữa nay hai bác không ăn không ngủ gì được. May mà con tỉnh lại. Dạ mời mọi người ra ngoài, bệnh nhân vừa tỉnh lại nên rất cần được tĩnh dưỡng. À xin lỗi cô, chúng tôi ra ngoài liền. Ra ngoài đi con. Dạ. Em chờ anh chút nha. Anh ra ngoài bàn chuyện với mọi người. Anh vô với em liền. Hả? Tôi hiểu. Sự việc xảy ra ngoài sự chịu đựng của chị và của Út. Tuy chúng ta chưa phải là thông gia thật sự, tôi xin chị cho vợ chồng tôi và Hải Đăng chia sẻ sự rủi ro này với chị. Dạ. Thú thiệt là mấy ngày vừa qua, nếu như mà không nhờ có anh chị, nhờ Hải Đăng, thì chị em tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Gia đình anh chị đã tạo điều kiện tốt nhất cho hai đứa nhỏ, nên nhờ vậy mà con bé Minh Anh nó mới có thể tỉnh lại được. Ơn của gia đình anh chị tôi xin khắc cốt ghi tâm. Bác ơi, bác đừng nói vậy mà. Mặc dù con và Minh Anh chưa cưới nhau, nhưng mà trong lòng con luôn coi Minh Anh là vợ của mình. Lo cho hai chị em họ là bổn phận của con mà bác. Chị à, đúng đó. Chị đừng có bận tâm nha. Gia đình tôi hứa là sẽ chăm sóc cho hai bé tốt nhất. Hải Đăng nó cũng đang liên hệ với rất nhiều nơi để tìm được bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình thẩm mỹ có tay nghề cao để tái tạo lại gương mặt cho hai cháu đó chị. Tôi xin đội ơn gia đình anh chị nhiều lắm. Chị hai à, vậy mình không cần bán nhà đúng không chị? Cô. Ủa, bán nhà là sao? Chị hai bàn với Út là nói chờ khi nào Minh Anh nó tỉnh lại á, chị hai tranh thủ về quê bán nhà để lấy tiền lo cho hai đứa nhỏ. Bác à, xin bác đừng làm vậy mà. Ơi, sao con cứ nằm yên bất động ở đây như vậy? Con tỉnh lại giống như chị của con giùm má
đi con ơi. Con đừng rời xa má nghe con. Con mà có mệnh hệ nào má không sống nổi đâu Mỹ Anh ơi. Con ơi. Em muốn nói gì hả? Hả? À, hay là em viết ra đi. Em viết ra đi. Nè. Tình hình của Mỹ Anh khá xấu, nhưng mà em đừng lo, anh và gia đình sẽ tận tâm chạy chữa cho em ấy. Tại sao tất cả mọi người lại nghĩ mình là Minh Anh? Sao họ lại nghĩ như vậy chứ? Ngay cả má mình, cô Út và cả người đàn ông này nữa. Tại sao? Anh đã tìm được một vị bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ được mệnh danh là phù thủy trong ngành này. Sau khi về nước, ông ta sẽ đến gặp em và Mỹ Anh. Em đừng lo lắng, chắc chắn em và Mỹ Anh sẽ lấy lại được gương mặt xinh đẹp như trước kia. Anh ta nói gì vậy? Lấy lại gương mặt trước kia của mỗi người là sao? Không lẽ, không lẽ mình và chị Minh Anh đều bị... Em sao vậy? Không sao đâu em, không sao đâu, không sao mà em. Anh hứa với em, bằng mọi giá anh sẽ giúp em lấy lại được gương mặt xinh đẹp mà anh yêu. Không sao đâu, không sao. Gần tới ngày đám cưới của tụi mình rồi, em phải ráng bình phục nhanh lên để tụi mình còn tổ chức đám cưới nữa. Hay là em muốn tụi mình tổ chức đám cưới trong bệnh viện này? Lúc hay tin em bị tai nạn, rồi khi nhìn thấy người ta đưa em vào bệnh viện, cả người của em đầy máu, anh đã rất sợ. Anh sợ là sẽ mất em vĩnh viễn. Nếu như không có em bên cạnh, cuộc sống của anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Minh Anh, cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã quay trở lại. Rồi, khoai miễn phí mời bà con. Nè, nè chưa con. Nè, cầm củ khoai đã. Đó. Rồi đi. Rồi đây, khoai miễn phí nè. Cảm ơn. Đó, đây, đây. Ra ngoài ăn đi con. Đây, cái gì nấu nha. Khoai nóng hổi, vừa thổi vừa ăn luôn nè. Đây, đây, nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn nha con. Đó. Dạ mời chị. Khoai miễn phí là sao vậy cậu Phúc? Miễn phí có nghĩa là ai thích ăn thì cứ lấy ăn, khỏi phải trả tiền. Vậy hả? Rồi đây, mời à. Ủa, mà sao tự nhiên hôm nay lại có khoai miễn phí ăn vậy cậu? À, con bé Minh Anh, con của chị Hai Nga. Dạ. Bị tai nạn, bất tỉnh nằm lâu lắm rồi. Trời, vậy đó bữa nay tỉnh lại. May mắn tôi mừng quá. Tôi mấy nấu khoai mời bà con ăn chia vui. Ôi, cũng mừng cho chị Hai. Dạ. Cho tôi gửi lời hỏi thăm chị nghe. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Dạ, dạ đây ạ, mời chị, mời chị. Dạ, 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 cảm cậu ơi, vậy còn nhỏ em tỉnh chưa cậu? Ờ, nhỏ em chưa tỉnh, nhưng mà tôi tin là thế nào nó cũng tỉnh à. Thôi vậy là vui rồi, mình nấu khoai đi. Mời bà con tự nhiên nha. Đi nha. Con gái, má tới thăm con nè. Con sẽ không sao đâu con. Dần dần con sẽ hồi phục lại, giống như chị của con thôi. Rồi con cũng sẽ có được hạnh phúc giống như chị Minh Anh của con.
là như vậy mà con. Anh biết tin gì chưa? Hả? Minh Anh tỉnh dậy rồi. Thật hả? Ừ. Vậy chắc là anh đang vui lắm hả? Trời ơi, còn phải nói, mọi người ai cũng vui quá chừng luôn đó. Em, anh phải có lòng tin vào Mỹ Anh chứ. Chị sẽ tỉnh lại mà. Tối anh có kế hoạch gì không? Anh làm báo cáo thôi. Vậy thôi, anh làm đi. Em qua em báo tin mừng cho anh biết vậy đó, để anh có thêm hy vọng cho chị Mỹ Anh. Cảm ơn em. Muốn rủ anh Việt làm đi chơi mà mình không muốn thừa nước đục thả câu. Chúc mừng anh, chị. Cảm ơn mọi người. Dạ. Còn một tin rất là đặc biệt thông báo với mọi người đây. Ủa? Tin gì vậy? Tin gì vậy? Minh Anh của chúng ta đã tỉnh lại rồi. À, vậy thì mừng quá. Anh ơi, vậy khi nào chúng ta có thể vào thăm Minh Anh được vậy? Tuy Minh Anh đã tỉnh nhưng mà tình trạng rất là thê thảm, toàn thân băng bó hết, nói chuyện không có được, cho nên mọi người cũng từ từ hãy du thăm nha. Ủa, vậy còn mặt của Minh Anh thì sao ạ? Mọi người cứ yên tâm, giám đốc Hải Đăng của chúng ta đã tìm được một bác sĩ thẩm mỹ rất là tài giỏi để tái tạo lại gương mặt của hai chị em Minh Anh. Giờ chỉ cần hai chị em khỏe lại thì sẽ tiến hành ca phẫu thuật đó thôi. Dạ. Vậy thì may quá. May thiệt đó. Chị hai, chị sao vậy? Minh Anh nó tỉnh lại rồi, chị phải vui chứ. Sao chị ủ rũ như vậy vậy? Chị vui, chị mừng lắm chứ. Nhưng mà trong lòng chị thì nó cứ... Con Mỹ Anh nhà chị nó vẫn còn hôn mê sâu. Lúc chiều các bác sĩ hàng đầu đã ngồi lại để mà chẩn đoán cho tình trạng của con Mỹ Anh. Rồi họ nói làm sao hả chị? Không có khả quan. Thôi, chuyện buôn bán sao hả em? Buôn bán cũng bình thường chị. Anh Phúc còn vậy mà anh cũng giỏi lắm nghe. Thay em làm hết công chuyện luôn. Trời, có cái là đòi nợ rồi đòi không được thôi hả? Thôi, em về lo cho tiệm đi. Chứ mình cứ nhờ cậy chú Phúc hoài vậy đâu có được. Dạ em. Em thấy đó, ngay cả chị là mẹ ruột của hai đứa nó cũng đâu có được ở đó rồi kề cận với tụi nó đâu. Em về đi, chị ở đây được rồi. Thôi được rồi, vậy thì em về. Ngày mai em vô em thăm tụi nó, xong rồi á em tạm biệt tụi nó em về được chưa? Mà nè, về á nhớ là phải cư xử tốt với lại chú Phúc nghe chưa, chứ đừng có thấy người ta thương rồi ăn hiếp. Ôi, ảnh thương em hồi nào. Trời, tôi đang trên đường tới bệnh viện nè. Được rồi, vậy nha. Hãy Đăng. Dạ. Lần trước khi Minh Anh đã tới nhà mình, nó có nói với má là nó rất thích hoa hồng. Mỗi lần đầu óc căng thẳng, chỉ cần hít hương thơm thoang thoảng của hoa hồng là nó sẽ cảm thấy như được thư giãn. Sáng nay má đi chợ cố tình mua hoa cho nó, vậy mà giờ tiếc quá, bận việc không có vô thăm nó được. Dạ. Con đem bó bông này đưa cho nó giùm má nha. Dạ. Dạ, con cảm ơn má.
Minh Anh mà biết má thương con dâu tới vậy chắc cổ hạnh phúc lắm á. Vì là người con thương nên má thương thôi. Dạ con đi nha má. Đi cẩn thận nha. Dạ. Ơn trời con đã tươi tỉnh trở lại rồi. Con đừng lo, không sao đâu con. Hải Đăng nói là mắt mũi của con sẽ lành lặn lại như ngày xưa. Con đừng lo gì hết, đừng sợ nghe con, nghe. Mẹ, con nói gì? Mẹ, em của con nó vẫn còn hôn mê sâu, nhưng má tin rồi nó sẽ tỉnh lại. Con đừng lo gì hết nha con. Sau mỗi lần mình tới căn phòng này, nhìn Mỹ Anh nằm trên giường bệnh là tim của mình lại đau nhói. Tại sao vậy chứ? Tại sao vậy? Phải rồi, là mình liên tưởng tới Minh Anh. Mình đã rất nhiều lần đau nhói lồng ngực khi Minh Anh còn nằm bất động. Thấy con tỉnh lợi á, Út mừng lắm. Nay Út tới để Út tạm biệt con. Út về quê để lo công chuyện, con ở lại ráng mau bình phục để xuất viện về với gia đình nha con. Út về ít ngày rồi Út lại lên thăm con. Thôi em về cho sớm để kịp xe. Dạ. Giờ chắc em phải qua phòng Mỹ Anh nhìn nó một cái rồi mới về. Em đi nha chị. Út đi nghe con. Alo, tôi nghe. Xe lăn điện tới rồi hả? Được rồi, được rồi, tôi xuống liền. Ủa, cái gì vậy con? Dạ, con mua chiếc xe lăn điện này cho Minh Anh. Để một hai ngày nữa Minh Anh khỏe lại, cô sẽ ngồi lên chạy vòng vòng cho đỡ chán. Con chu đáo quá, bác cảm ơn con. Dạ. Hải Đăng nè. Dạ. Con ở đây với Minh Anh nghe. Bác ra ngoài một chút nha con. Dạ. Minh Anh, má mua hoa tặng em nè. Bông lài với hoa hồng sẽ giúp cho em thư giãn.
Bông ở đây hả? Ờ, mà đem ra ngoài. Cô Minh Anh đang trên đà hồi phục rất tốt. Bắt đầu từ ngày hôm nay, gia đình có thể dẫn cô đi dạo để hồi phục cơ khớp. Có thể đi xe lăn được chưa bác sĩ? Được, nhưng phải cẩn thận. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ. Em nghe bác sĩ nói gì chưa? Sức khỏe của em đang dần hồi phục. Mỹ Anh cũng vậy. Anh tin là em ấy sẽ mau khỏi bệnh giống em thôi. Thì ra là vậy. Thì ra mọi người tưởng mình là Minh Anh là vì bộ váy và chiếc nhẫn này. Nhưng nếu vậy thì gương mặt cả hai đều tồi tệ tới mức không thể nhận dạng ra hay sao? Em đừng có lo lắng. Chắc chắn em và Mỹ Anh sẽ có lại gương mặt như trước kia. Chiếc xe này nè, về sử dụng. Lát nữa anh sẽ hướng dẫn cho em nha. Em của con nó vẫn còn hôn mê sâu. Chị Minh Anh hôn mê sâu. Nếu mọi người đều nghĩ mình là Minh Anh thì sao mình không nhân cơ hội này mà tận hưởng cảm giác khi được ở vào vị trí của chị ấy? Mình sẽ được người đàn ông đẹp trai này chăm sóc, nâng niu. Phải, mình cứ tận hưởng. Khi nào nói được, mình sẽ nói cho họ biết là họ đã nhận nhầm người. Minh Anh, em sao vậy? Em thấy trong người có đau chỗ nào không? Gặp Mỹ Anh. Được rồi, anh sẽ đưa em qua thăm Mỹ Anh. Nhưng mà không được vào. Tụi mình sẽ ở bên ngoài nhìn em ấy nha. Ăn cơm cô Út ơi. Ăn cơm đi cô. Chà, này nấu cái món gì mà thơm nức mũi vậy? Có gì đâu. Gà hầm ngũ quả. Để bồi bổ cho cô đó mà. Sáng mời á, cô ăn cháo đậu đỏ nghe. Món đó cũng bổ dưỡng lắm nha. Tôi sao cũng được. Anh nấu món gì á, tôi ăn món đó. Tôi đâu có kén chọn đâu. Cô Út, cô có bị sao không vậy? Gì? Cô làm tôi lo quá. Sao là sao? Sao lại lo? Thì từ bữa ở Sài Gòn về tới giờ đó, tôi thấy cô đổi tánh hẳn luôn à. Đổi tánh gì đâu? Anh làm như là tôi khó chịu lắm vậy á. Cô cứ bình thường như mọi lần đi. Cô đừng có đổi tánh. Đổi tánh vậy không có hợp với cô. Không hợp với tôi hả? À. Qua đây nói này nè. Gì cô Út? À.
ai á? Sao tôi không bình thường? Thôi Út. Tôi làm gì mà không bình thường? Anh làm như tôi khó khăn lắm vậy á. Thôi mệt quá đi, ăn cơm đi, tôi đói bụng rồi. Gì á? Có gì đâu. Thì chờ cô mấy cơm đó. Nè, ăn đi. Cô Út, ăn canh đi. Thử canh tôi nấu đi. Ngon quá. Ăn. Ngon lắm. Anh ăn thử đi. Ừ. Sao anh không chở con bé Bông qua chơi với tôi? Bé Bông nghe cô gì á, nó mừng dữ lắm. Vậy hả? Nó đòi theo. Mà tôi không có cho. Tôi sợ cô mới gì á, rồi mệt qua làm phiền cô. Trời, phiền gì. Hay anh cho con bé Bông qua ở với tôi nghe. Thì tối á, anh ngủ ở cửa tiệm, anh coi tiệm. Còn tôi với nó về nhà ngủ. Có nó tôi cũng đỡ buồn, nhà cũng đỡ quạnh hiu. Nếu cô nói vậy á, thì để chiều tôi chở nó qua. Vậy đi. Chứ tối tôi về nhà có một mình à. Tôi cũng chỉ nghĩ đến chị hai với hai đứa nhỏ trển thôi. Nhìn chị ấy đúng thật là đáng thương. Nhưng mà mình đâu có lỗi gì đâu. Tai nạn đó đâu phải do mình gây ra. Không sao đâu. Hai đứa vẽ xong chưa? Đưa má coi coi nè. Má. Má ơi, má coi còn vẽ có được không? Đâu? Ủa, Mỹ Anh, con vẽ cái gì mà lung tung vậy? Rồi sao má biết là con đang vẽ cái gì đây? Cái này là cây bông giấy nhà mình nè. Cái giường nè. Cái nhà nè. Cái cây nè. Ông mặt trời nè má. Cái này là cây bông giấy á hả? Dạ. Rồi cái này là cái giường. Dạ. Trời ơi, con nhìn coi cái giường nhà mình sao mà con vẽ vậy? Trời ơi con, mai mốt con phải vẽ đàng hoàng rõ ràng thì má mới biết được nữa chứ. Rồi mình ăn xong chưa con? Dạ, tranh của con nè má. Đây đưa má coi. Trời ơi, mình anh vẽ đẹp quá vậy nè. Đây là Mỹ Anh, còn đây là con nè, đúng không? Dạ đúng rồi, má giỏi quá. Không phải là má giỏi đâu, mà tại là con vẽ đẹp đó. Rồi vẽ rõ nét nè, bức tranh nó sạch sẽ, đâu đó đàng hoàng, nét nào ra nét đó nè, cho nên má nhận ra được. Mỹ Anh, con nhìn tranh của chị Minh Anh vẽ nè, đẹp ghê không? Mai mốt á, con bắt chước như chị á, con vẽ rõ ràng, sạch sẽ như vậy thì má nhìn vô má mới hiểu được là con vẽ cái gì, nhớ nghe con. Con vẽ giỏi quá. Con vẽ bức tranh khác nữa đi nha. Dạ. Đẹp ghê luôn đó. Mỹ Anh, con dám làm như vậy đó hả?
Má coi xong rồi má ký cho con nha má. Ừ. Trời ơi, con học giỏi quá. Của mấy anh đâu nè? Đưa má coi. Sao vậy con? Con học sao á mà để cô giáo phê vô đây á, là con lo ra không nghe cô giảng bài. Trời ơi, con xé tập xé sách của bạn nữa. Trời ơi, con làm cái gì vậy? Con có biết mà mỗi lần đi họp phụ huynh cho con á là má xấu hổ lắm không? Con coi đây nè. Đó, sổ liên lạc của chị á, lúc nào á cũng được khen là chăm ngoan nè, học giỏi, biết nghe lời, rồi chăm phát biểu nữa. Còn con học hành sao vậy? Thì má đừng có đi họp phụ huynh cho con nữa. Cái gì? Con nói với má kiểu đó đó hả? Con có miệng, không lẽ má bắt con câm? Con dám trả treo như vậy với má nữa. Má mà không đánh con là con không có chừa mà. Lên giường cúi xuống cho má. Má đừng đánh em mà má. Đừng đánh em mà má ơi. Đừng có đánh em mà. Con tránh ra. Con dám trả treo với má. Má đánh lần này con nhớ chưa, nghe chưa? Nghe chưa? Má đánh con chết luôn đi. Con dám ăn nói với má như vậy đó hả? Má đánh con chết bây giờ. Má đừng có đánh em mà má. Má không có thương tôi gì hết. Chắc hồi đó má lượm tôi ngoài bụi chuối về nuôi á, chứ không phải như má nói đâu. Chị làm gì á thì má cũng khen, cũng thương hết trơn á. Còn tôi làm gì á má cũng đầy, cũng chê hết trơn á. Đó giờ má chỉ đánh con mình tôi thôi à, có đánh chị đôi nào đâu. Em đừng nói vậy, má nghe má buồn. Mình là chị em sinh đôi mà. Em ra sau chỉ có mấy phút à, làm gì có chuyện má lụm em về nuôi. Vậy mà sao má thương chị mà không có thương tôi? Bậy nè, má thương hết hai đứa. Mà chị còn thấy má thương em còn hơn thương chị nữa đó. Sao? Tôi không tin. Má mà thương tôi hơn chị hả? Mắc cười quá. Thiệt đó, tại em có lỗi với má, má mới la rầy để em tốt hơn. Chứ lúc nào má đánh em xong, rồi má sức dầu và hôn lên chỗ đau của em, rồi má ngồi khóc, chị thấy hoài à. Má còn dặn chị là phải nhường nhịn em, đừng ghét bỏ em khi mà em hỗn hào hoặc lấy thứ gì của chị. Em thử nghĩ lại coi, có khi nào má biểu em nhường cái gì cho chị chưa? Còn nhỏ thiệt, mới bị lớn mà đã hiểu chuyện như vậy rồi. Con ơi, Mỹ Anh tội nghiệp của má. Con ơi, con thường ganh tị, má thương chị của con nhiều hơn. Nhưng mà con sai rồi con ơi. Má thương chị của con vì nó là một đứa ngoan hiền, dễ dãi. Nhưng đứa mà má thương yêu nhất lại chính là con. Của con là vì muốn con tốt hơn chị của con. Nhưng mà bây giờ chị của con đã tỉnh lại rồi, má mừng lắm. Nhưng làm như là có ai bóp nghẹt trái tim của má. Con ơi, khi mà con vẫn nằm bất động ở đây, Mỹ Anh ơi, mở mắt ra nhìn má đi con ơi. Con tỉnh lại đi con ơi. Má sẽ không để con tủi thân nữa đâu. Má sẽ không để con so bì với chị con nữa đâu. Mỹ Anh ơi, con ơi. Hãy
Trước kia tôi từng trách ông trời dành nhiều ưu ái cho chị. Tôi cũng từng nghĩ có khi ông trời nhầm lẫn mà trao luôn cho chị những cơ hội tốt đẹp, còn tôi thì không có được thứ gì. Có lẽ đúng là vậy rồi. Mọi chuyện giống như đã được sắp xếp trước vậy. Tại sao tai nạn lại xảy ra đúng lúc tôi và chị đã đổi quần áo cho nhau? Cũng vừa đúng lúc tôi lấy được nhẫn của chị và đeo vô tay mình. Rồi cả hai gương mặt đều bị hủy hoại, khiến mọi người nhầm lẫn tôi là chị. Mọi việc như đã an bài. Khả năng lớn là chị không tỉnh lại được nữa. Vậy thì xin chị vui lòng trao thân phận của chị lại cho tôi. Tôi là em gái của chị mà. Chị vẫn thường nói chị thương tôi, sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì tôi mà. Có đúng không? Tôi tự nhận mình là Minh Anh, chị sẽ không trách tôi đâu. Có đúng vậy không? Phải rồi, tôi sẽ biến thành chị, biến ước mơ của tôi thành sự thật. Cho dù sau này xảy ra chuyện gì, tôi cũng không hối hận đâu. Xin lỗi chị, ông trời đã để cho tôi sống sót và hồi phục nhanh chóng là nhằm mục đích để tôi thay thế cho chị đó. Mẹ anh ơi, mở mắt ra nhìn má đi con ơi. Con tỉnh lại đi con ơi. Con tỉnh lại, má sẽ không để con tủi thân nữa đâu. Má sẽ không để con so bì với chị của con nữa đâu. Má cũng không trách con đâu. Con đã tỉnh lại rồi, con sẽ không tủi thân, không so bì với chị nữa. Khi mà con có được thân phận tốt đẹp này, dù gì chị ấy cũng đâu tỉnh lại. Vậy thì con làm vậy có gì là sai chứ? Coi như chị ta trả nợ cho má con mình, có đúng không má? My Anh à, em đừng có sợ nha. Đây chỉ là thử thách mà ông trời dành cho chúng ta thôi. Rồi em sẽ tỉnh lại mà. Sẽ tỉnh lại giống như chị của em. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, bảo vệ cho em. Em đừng sợ nha. Anh xin lỗi em, anh không thể chia sẻ những nỗi đau mà em đang phải chịu đựng. Nhưng anh hứa, quãng đời còn lại của em, anh sẽ lo lắng cho em. Anh sẽ không để em chịu đau thêm bất cứ một lần nào nữa. Hãy tin anh nha My Anh. Hãy tin anh. Em ốm đi nhiều rồi đó. Coi nè, chiếc nhẫn đeo trên tay muốn tuột ra luôn. Phải cố gắng ăn uống nhiều vô cho mau khỏe lại, biết chưa? Từ nhỏ con đã rất hiếu thảo với má.
nhường nhịn em gái. Cho dù tính tình của con Mỹ Anh nó có đành hanh, có khó chịu cỡ nào, con cũng yêu thương nhường nhịn nó hết. Một người có tấm lòng tốt như con chắc chắn sẽ có được một hạnh phúc trọn vẹn. Con yên tâm đi, đừng lo gì hết nha con. Trong lòng của má, chị Minh Anh lúc nào cũng là số một, còn con thì là đứa xấu xa, tồi tệ. Được, má càng nghĩ xấu về con càng thấy nhẹ lòng. Tới giờ thay băng cho bệnh nhân rồi. Dạ. Ánh mắt đó, không phải đâu, không phải. Sao đầu óc mình lại nghĩ toàn chuyện bậy bạ như vậy chứ? Vợ chồng Dương Ánh nhờ anh chuyển lời tới em, nói là em phải mau khỏe lại để cùng anh đi dự đầy tháng con trai của anh chị. Thằng nhỏ dễ thương lắm, em mà nhìn thấy là thích liền à. Anh cũng nôn nao nghĩ tới một ngày anh với em cũng sẽ có một đứa như vậy. Minh Anh, em nói được rồi hả? Minh Anh, em nói được rồi. Hay quá, em nói được rồi. Em nói được rồi. Cốt, ngày này gió lớn như vậy, cô ngồi đây coi chừng bị cảm lạnh đó. Nè. Trời. Dạ, cảm ơn anh. Ủa, mà con bé Bông nó ngủ rồi hả? Nó ngủ rồi cô. Dạ. Thôi, tôi ra tiệm nghe. Khoan đã. Cũng còn sớm mà. Anh ngồi ở đây nói chuyện với tôi một chút đi. Cũng được. Hồi nãy á, chị hai có gọi điện về, chị nói là Minh Anh nói chuyện được rồi. Tôi mừng lắm, nhưng mà nghĩ tới Mỹ Anh cái tôi lại thấy buồn. Sao vậy? Tại tôi nhớ lại những lần tôi la rầy nó, tôi thấy hối hận vô cùng luôn. Bây giờ mà nó tỉnh lại, nó có làm gì tôi cũng không la nó nữa đâu. Mình la rầy con cháu là để nó tốt hơn, chứ đâu có ghét bỏ gì tụi nó đâu. Cô đã hy sinh cho chị em Minh Anh như vậy đó, tôi tin là cả hai đứa nó đều biết ơn cô, không đứa nào trách hờn gì cô đâu. Cảm ơn anh nhiều nghe. Nhờ những lời động viên an ủi của anh á, tôi cũng thấy đỡ buồn nhiều. Tôi nghĩ làm sao thì nói vậy à. Anh biết không, mỗi lần mà tôi thấy cậu Hải Đăng á với cậu Diệt Lâm quan tâm lo lắng cho hai đứa nhỏ, tôi
thấy xúc động quá trời luôn á. Nhưng mà tôi cũng tủi thân vô cùng, không biết là mai mốt tôi có chuyện gì á, không biết có tìm đâu ra được một người đàn ông lo lắng cho tôi được như vậy không á chứ. Trời đất, sao cô nói bậy bạ vậy chứ? Gia đình xảy ra chuyện lớn vậy á, chưa đủ hay sao? Nếu cô sợ không ai lo lắng quan tâm cho cô á, thì từ nay bản thân đừng cứ để xảy ra chuyện. Anh đi ra tiệm đi, tôi vô ngủ đây. Ê, cô Út. Cô Út. Cô Út. Tự nhiên biểu người ta ngồi lại nói chuyện chơi, rồi cái thình lình đuổi người ta đi vậy à? Cô không có biết á, là tôi lo lắng quan tâm cho cô tới cỡ nào đâu. Đúng là vô tâm mà. Người gì đâu mà thấy ghét à. Đã người ta nói như vậy rồi thì ít ra cũng phải nói một câu là cô đừng có buồn, còn có tôi lo cho cô. Nói như vậy cái ngã ra chết liền hay sao á. Má tính nấu súp cho con, nhưng mà Hải Đăng nó cản, nói là mẹ của cậu có chuẩn bị bữa trưa cho con rồi, nên má lau tay lau chân cho con mát, một lát nữa con ăn sẽ ngon miệng hơn nha con. Dạ. Con thấy mát không? Dạ. Chào chị. À, dạ, chào chị. Tôi có nấu ít cháo yến mang cho Minh Anh dùng nè chị. À, dạ. Cảm ơn chị, làm phiền chị quá. Có gì đâu, Minh Anh nó tỉnh lại như vậy là mừng lắm rồi đó. Con ơi, tại sao lại như vậy? Má không hiểu nổi. Dạ thưa bác sĩ, xin bác sĩ nói thật cho tôi biết, con gái của tôi có thể tỉnh lại được không? Thôi được, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng tôi vẫn khuyên cô và gia đình nên chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đi, bởi vì sức khỏe của bệnh nhân đang chuyển biến xấu. Nếu có tỉnh lại thì chắc cũng sẽ không như bình thường được. Dạ. Thank you.
Bây giờ con về công ty, chiều tan làm con quay trở lại. Ờ. Dạ. À khoan đã. Dạ. Ờ, Hải Đăng nè, bác có chuyện này muốn hỏi con. Bác định nói với con chuyện gì hả bác? Là cái hôm mà xảy ra tai nạn đó. Từ bữa đó tới nay bác cũng lu bu công chuyện quá nên không có gặp con để hỏi rõ. Cái hôm đó thì mặt mũi của hai chị em nó như vậy thì làm sao mà biết được đứa nào với lại đứa nào. Rồi làm sao mà con có thể nhận dạng ra được hả con? Dạ, cũng may là hôm đó Minh Anh có nói với con là cô sẽ thay áo cưới ở nhà trước đến tìm chụp hình cho khỏi mất thời gian. Với lại khi vừa nhìn thấy chiếc nhẫn là con nhận ra liền. Ra là vậy. Bác hỏi con chuyện này có gì không bác? Không có gì. Tại vì bác chợt nhớ ra rồi bác tò mò hỏi cho rõ thôi mà. Dạ, nếu như không có hai điểm đó e là chuyện nhận dạng cũng sẽ rất khó khăn. Em làm gì mà ngồi thừ người ra đó vậy? Nếu không có chuyện xảy ra thì tuần sau đã là đám cưới của hai đứa nó rồi đó. Thôi, em đừng có buồn. Xảy ra tai nạn thảm khốc như vậy mà con bé bình phục được như ngày hôm nay, vậy là phước đức lắm rồi. Đợi khi nào con bé nó phẫu thuật lấy lại được gương mặt, chúng ta sẽ chọn lại ngày tổ chức đám cưới cho tụi nó. Anh à. Có chuyện này khiến em bận lòng lắm. Chuyện gì vậy em? Cho dù Minh Anh nó đã bình phục một cách ngoạn mục, nhưng dù sao thì nó cũng trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật. Sắp tới nó còn làm phẫu thuật cả gương mặt nữa. Em nghĩ ít nhiều nó cũng sẽ để lại di chứng. Hả? Ý em là sao? Em lo cho con trai mình. Em không muốn nó phải khổ. Em không muốn nó phải sống cạnh một người vợ mà không đầy đủ về sức khỏe. Em muốn hủy bỏ hôn ước giữa hai đứa. Minh Anh nó là ân nhân cứu mạng anh, nên em sẽ không tiếc gì con nhỏ cả. Việc điều trị cho hai chị em nó, cho dù tốn kém bao nhiêu, cho dù có phải ra nước ngoài, em cũng sẵn lòng. Nhưng nghĩ đến việc để cho nó làm vợ của Hải Đăng, em lo sợ lắm. Em không muốn. Em thương con nhỏ, nhưng em thương con trai mình nhiều hơn. Chỉ nghĩ đến cái cảnh là con trai mình cả đời phải chăm sóc cho một người vợ đau yếu, em đau lòng lắm. Em à, anh rất hiểu những nỗi lo nghĩ của em, nhưng đó chỉ là những dự đoán của em thôi. Em đừng quên, Minh Anh là sự lựa chọn duy nhất của Hải Đăng. Liệu là em có thể ngăn cản con trai mình nếu như nó vẫn không thay đổi?
Con ơi, má phải làm sao đây? Má rối lòng quá con ơi. Tuy má không phải là người sanh ra con, nhưng má đã nuôi dưỡng con từ nhỏ. Má luôn coi con như là con ruột của má, không khác gì con Mỹ Anh hết. Mình Anh ơi, Mình Anh ơi, con ơi. Má biết mình là Mỹ Anh sao? Con. Má. Con. Mẹ vừa mới nói vậy là sao? Mẹ biết con là ai hả? Con nói cho má biết đi. Tại sao con làm như vậy? Tại sao con nhận mình là Minh Anh? Con đâu có muốn đâu. Là tất cả mọi người ép con mà. Mà, nhưng mà có chuyện này, con muốn mẹ giải thích rõ ràng cho con nghe. Tại sao chị ấy là con phải do má để ra? Mẹ nói cho con nghe đi má. Vậy là dì cũng chính là mẹ ruột của chị Minh Anh hả? Suốt bao nhiêu năm qua, má luôn mong muốn chị em con như là ruột thịt, chị em cùng mẹ cùng cha. Vì ngoài cái việc không mang nặng đẻ đau, thì má cũng luôn coi Minh Anh như là con gái ruột của mình, không khác gì con hết Mỹ Anh à. Nhưng mà mẹ của chị ta đã từng giật chồng của mẹ mà. Cũng không thể nói là ai giật của ai, nhưng mà dì Cúc thì cũng đã mất rồi. Mỹ Anh, tại sao con không nói rõ mình là ai? Tại sao con tự nhận là Minh Anh hả con? Con. Tại sao vậy hả con? Con không có cố tình. Con không có cố tình đâu. Tại lúc đó má dạy tất cả mọi người cho con là chị Minh Anh, chứ không phải tại con. Con không có cố tình mà. Con ơi, nhưng nếu bây giờ mình nói rõ sự thật thì cũng không muộn gì đâu con. Nha con. Má đừng má. Con xin má đó. Mà má đừng có nói. Hay là má cứ coi như là má không biết gì hết đi. Má chưa biết chuyện này đi. Má đừng nói nha má. Con xin má mà. Mỹ Anh, vậy là con muốn chiếm lấy thân phận của chị con hả? Không, không được đâu con. Không được làm như vậy đâu con. Má sẽ gọi điện cho Hải Đăng. Má, đừng mà má. Hay là mẹ muốn con chết mẹ mới vừa lòng à? Má. Mỹ Anh. Má. Thôi được rồi, con sẽ chết trước khi mẹ nói sự thật. Mỹ Anh. Con ơi. Mỹ Anh. Con ơi. Trời ơi, Mỹ Anh ơi, sao mà con dại dột như vậy hả? Bình tĩnh lại đi con. Bình tĩnh lại đi. Con ơi.
định cướp lấy thân phận của chị đâu mà. Còn không có. Mẹ là mẹ, mẹ với tất cả mọi người thúc đẩy con. Con không có muốn. Mẹ, mẹ còn nghĩ là tất cả mọi chuyện đều do ông trời sắp đặt không mà. Ngày xưa mẹ của chị đã cướp lại hạnh phúc của mẹ, thì ngày hôm nay chị phải thay thế mẹ ruột mình trả nợ lại cho mẹ con mình. Đúng không mẹ? Con ơi, con ơi, mẹ có nghĩ nếu như mà chị mình anh không tin lại thì như thế nào hả mẹ? Anh hai đặng rồi anh cũng sẽ lấy vợ khác, vậy thì tại sao mẹ không cho con cơ hội trở thành vợ của anh? Tại sao mẹ không cho con cơ hội đổi đời hả mẹ? Hay là mẹ ghét bỏ con? Mẹ thấy con không xứng đáng có được hạnh phúc này hả mẹ? Mẹ anh ơi, đừng mà con, đừng mà con. Nếu mà mẹ thương con, nếu mà mẹ thương con xin mẹ, xin mẹ coi như chưa biết bí mật này nha mẹ. Con hứa là con sẽ trở thành một đứa con ngoan hiếu thảo giống như chị. Con sẽ sống hạnh phúc thấy cuộc đời chị nha mẹ. Nha mẹ. Còn nếu như mẹ vẫn cương quyết nói ra sự thật này thì con không còn đủ mặt mũi để nhìn tất cả mọi người nữa. Con sẽ chết. Không. Con sẽ chết trước khi chị mình anh chết. Không, không Mỹ Anh ơi, con không thể nào chết được. Con là con của má. Không được, không được đâu con. Đừng mà, đừng có làm như vậy mà con ơi. Dạ thưa bác sĩ, xin bác sĩ nói thật cho tôi biết, con gái của tôi có thể tỉnh lại được không? Vẫn có, nhưng sẽ rất là thấp. Nhưng tôi vẫn khuyên cô và gia đình nên chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đi, vì sức khỏe của bệnh nhân đang chuyển biến rất là xấu. Nếu có tỉnh lại thì chắc sẽ không như bình thường được. Ông trời ơi, có phải đây là sắp đặt của ông? Anh Cảnh ơi, Cúc ơi, hai người đừng trách tôi nha. Thiệt lòng tôi không muốn như vậy đâu. Nhưng mà Mỹ Anh nó nói cũng có phần đúng. Lỡ như Minh Anh cả đời nó không tỉnh lại thì để nó thay thế chị nó không phải tốt hơn sao? Minh Anh, con biết là má thương con nhiều lắm, đúng không? Không phải là má muốn cướp đoạt hạnh phúc của con rồi đặt vô tay con ruột của má. Nhưng mà nếu như con không tỉnh lại thì mọi người sẽ ra sao?
khi mà mất đi một mình anh. Con ơi, con có thể để cho Mỹ Anh nó sống tiếp phần đời tốt đẹp của con được không? Như vậy cũng là cách giảm bớt tổn thương cho mọi người, phải không con? Hãy để cho Mỹ Anh nó được làm người tốt. Được sống tiếp phần đời của con. Nhà con. Còn Hải Đăng, bác xin lỗi con. Nhưng mà chuyện này cũng chính con mà ra. Chính con là người đã nhận dạng ra hai đứa nó. Đừng trách bác nha con. Chắc cũng tại trời xui đất khiến làm sao á, cho nên mọi chuyện mới thành ra như vậy. Mỹ Anh nó là một đứa con gái tội nghiệp lắm. Chỉ cần con thương yêu nó, con cho nó một cơ hội thôi, thì bác chắc chắn là nó sẽ trở thành một người tốt. Nó sẽ đối xử tốt với con. Nha con. Bác có lỗi với con, nhưng mà bác xin con hãy thương giùm con gái của bác. Rồi nếu như có kiếp sau, Bác nhất định sẽ đền đáp ân tình này của con. Bác hứa. Bác xin con mà. Bác hứa mà. Chị Hoa, trời ơi, thấm nữa kìa. Con chào bác. Dạo này lớn lên xinh quá. Lâu lắm rồi chị mới ghé nhà tôi đúng không? Thì cũng lâu lắm rồi, mẹ con tôi mới về Việt Nam mà. Dạ đúng rồi. Lần này là hai mẹ con làm phiền hai bác rồi. Trời ơi, có gì đâu mà phiền. Bác vui lắm. Bác chuẩn bị sẵn phòng ốc chờ hai mẹ con đó. Thôi vô nhà đi, vô nhà chị. Dạ. Đây để tôi xách cho. Chị uống nước đi. Dạ cảm ơn chị. Trời, cô con nè Thắm, uống nước đi con. Dạ con cảm ơn bác. Hai mẹ con đi đường xa chắc mệt lắm. Ủa chị Dung, anh Khánh đâu? Ông bận chút việc ở công ty, lát hồi về giờ đó chị. Dạ. Anh Hải Đăng cũng ở công ty hả bác? Hải Đăng thì đó, vừa nhắc là nó ra liền nè. Hải Đăng, dì Qua với lại em Thắm nó còn nhớ không? Dạ nhớ. Dạ chào dì Qua. Chào em. Dì mới vừa tới hả dì? Ừ, dì mới vừa xuống sân bay là đón taxi về nhà con luôn. Dạ. Lúc này con cao to và đẹp trai hẳn ra đó. Dạ cảm ơn dì. Lâu rồi chúng ta không gặp lại nhau. Nhìn anh bây giờ ra dáng doanh nhân thành đạt lắm đó. Cảm ơn em. Còn em, nếu như gặp ngoài đường chắc không nhận ra đâu. Bây giờ em xinh đẹp hơn xưa rất nhiều. Anh nói thật không đó? Ừ. Nếu vậy thì em có đủ tự tin để nhờ anh Hải Đăng dẫn em đi chơi trong thời gian em ở lại Sài Gòn rồi. Chắc anh không từ chối em đâu ha. Ừ,
Mong em thông cảm. Giờ sắp cưới của anh đang nằm viện, chắc là anh không có thời gian để làm hướng dẫn viên cho em rồi. Nhưng mà Ngọc Dân rất là những chỗ vui chơi, chắc chắn sẽ mang đến cho em những ngày tuyệt vời khi ở đây. Em có nghe qua vụ tai nạn kinh khủng đó rồi, mà vợ sắp cưới của anh thực sự phải làm phẫu thuật thẩm mỹ để tái tạo lại khuôn mặt sao? Nếu vậy thì anh phải cẩn thận trong việc lựa chọn bác sĩ đó. Em có nhỏ bạn thân vừa sửa mũi nâng càm mà cũng là bác sĩ có tiếng trong nghề, vậy mà làm phẫu thuật thất bại, cuối cùng mới làm xong mặt nó xấu xí trông kỳ lắm. Xin lỗi em, bây giờ anh phải vô bệnh viện với vợ sắp cưới của anh rồi. Dạ, vừa qua ở chơi, con xin phép. Chúc cả nhà vui vẻ. Thưa má con đi. Con đi đi. Chị uống nước đi. Thấm Thấm ngồi xuống uống nước. Mình uống nước xong rồi lên phòng nghỉ ngơi chị ha. Lát dạ. Rồi mình xuống nấu cơm ăn chung cho vui. Lâu lắm rồi mới gặp mà. Minh Anh, em sao vậy? Bộ thấy không khỏe chỗ nào hả? Sao em không nói gì hết vậy? Còn không nhìn anh nữa chứ? Sao vậy hả? Sao khóc rồi? Có gì nói anh nghe. Hả? Em không đẹp. Không sao đâu, em đừng có lo. Anh đã hứa với em rồi, chắc chắn anh sẽ lấy lại gương mặt xinh đẹp cho em mà. Không có được buồn nữa, không được tránh né anh nữa, biết chưa? Em xấu. Anh hết yêu. Em khờ quá. Anh yêu em đâu chỉ bởi gương mặt xinh đẹp của em. Cho dù sau này em không còn xinh đẹp, thậm chí là xấu hơn trước, anh vẫn sẽ yêu em. Em phải tin điều đó chứ. Chị hai, nhìn chị bây giờ như vậy tôi đau lắm. Thiệt tình tôi đâu có muốn chị ra nông nổi này, nhưng đó là số mệnh của mỗi chúng ta, phải không chị? Chị đừng có lo gì hết, tôi sẽ thay chị chung sống với anh Hải Đăng, thương yêu chăm sóc cho ảnh. Tôi cũng sẽ hiếu thuận với má và cô Út. Chị không cần phải lo gì hết đâu. Chị à, chúng ta sẽ làm chị em với nhau ở kiếp sau nha. Tôi nguyện sẽ yêu thương, nhường nhịn chị giống như chị đã yêu thương, nhường nhịn cho tôi vậy. Cho nên chị đừng có oán trách gì tôi, nghe chị. Người chị tội nghiệp của tôi,